Thank you Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại uh, group kiếm like tháng 8 Và hôm nay thì Tiến Phong sẽ tiếp tục uh, gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện kiếm like qua tập số 290 nhé. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên hộ Phong bằng những cái like Giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ chuyện này khi được phát trên Youtube Và để lại thật nhiều những comment trao đổi tương tác với nhau ở bộ chuyện này nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo tập 290 kiếm like Trần Bình An ngồi xồm xuống Nhặt hạt dưa lên Ở trên lòng bàn tay của mình Lần nữa ngồi xuống ghế Lấy cho một cho mình một hạt Sau đó vươn tay về phía bùi tiền Nhìn như tùy ý nói Cách đi đứng Lời lẽ cử chỉ Đạo lý thờ phụng của mỗi người chúng ta Nói sao nhỉ Giống như là đang nói cho cái thế giới này Người đọc qua bao nhiêu sách Bao nhiêu đạo lý Chịu bao nhiêu khổ nạn Nhớ được bao nhiêu lời dạy từ cha mẹ Cho nên ta không hy vọng Lúc người khác nhìn ta Sẽ cảm thấy cha mẹ Trần Bình An Còn cả những người Trần Bình An Kính nể từ tận đáy lòng Sau cùng Lại chỉ dạy người như vậy Trần Bình An cười nói với Bùi Tiền Giờ không hiểu gì cả Tuổi còn nhỏ quá Ở cái tuổi như người ta còn trần bình an im lặng có vẻ không nói tiếp được cười cười trần bình an giao hết giặt hạt dưa vào tay của bùi tiền rồi lẩm bẩm nói Để tiên sinh nói đúng tuổi nhỏ phải phấn chấn ta không làm được quá tuổi rồi cho nên ta hy vọng Ngỡ có thể làm được Tiểu bào bình ở thư viện Sơn Nhai Tào tình lãng ở ngẫu hòa phúc đệ Đều có thể làm được Một người trên vai có dương liễu xanh dờn Một người trên vai có thanh phong minh nguyệt Tốt biết mấy Nghĩ tới mấy người đó ta lập tức cảm thấy vui Rất vui Bùi tiền oa một tiếng Hắc hắc cười nói Cha Người tốt như cha Nếu sau này ta một mình xuất môn ra ngoài Biết tìm ở đâu sau đó cô bé gái bắt đầu u sầu Trước kia không lâu Ở trên đò ngang Dương mắt nhìn Không cách nào tới bến đò chơi đùa Ta bèn đến nghĩ Đợi ngày nào đó lớn rồi Luyện thành kiếm thuật tuyệt thế Rồi sẽ mở miệng nói với ngươi Cha Cho ta một con ngựa Ta muốn bước chân vào giang hồ Chẳng qua sau đó lại nghĩ Ngựa chắc là đắt Cha chưa hẳn vui vẻ đưa cho ta Vậy thì lừa cũng được la cũng được giang hồ bên ngoài đang đợi ta ngào ngào kêu chờ đợi ta cô bé bắt đầu thở vắn than dài giờ ta lại không muốn đi giang hồ chơi nữa vui vẻ gì đâu toàn là người xấu à không thì cũng là người không tốt cho lắm trần bình an cũng lắc đư hai chân cười nói chẳng phải ngươi gặp được ta trong giang hồ đấy thôi đúng không một lớn một nhỏ Cùng lúc lắc lư hai đùi Bùi tiền nghĩ nửa ngày nhẹ nhàng nói Nhưng mà ta không muốn gặp phải người khác Hiệu thuốc hôi trần lại khôi phục về náo nhiệt trước kia Sau khi luyện quyền nửa canh giờ Trịnh Đại Phong để bốn người bước ra từ trong tranh nghỉ ngơi Sau đó cứ vậy Luyện tiếp rồi nghỉ Nghỉ rồi luyện tiếp Trịnh Đại Phong một mực áp chế cảnh giới ở bát cảnh Xong lại tăng từng chút một Từ mới đầu là viễn du cảnh sơ kỳ Đến sau cùng là bát cảnh Vô hà đỉnh phong Đối mặt hợp kích càng lúc càng thuần thục Từ nhóm bốn người ngụy tiện Trịnh đại phong ra tay càng lúc càng không nhẹ nhàng Bốn người vẫn chưa từng Chụp đầu giao tiếp Dù là Nhân khi nghỉ ngơi Vẫn chia nhau mà đứng Mỗi người đều có suy xét riêng Hết thầy đều tiến hành trong thinh lặng Bùi tiền tâm đớn ăn xong cơm chiều chép xong sách thì cầm cây hành sơn trượng múa một trận kiếm pháp điên khùng do chính nó ngộ ra dưới mái hiên sân viện tiếp đó thì vừa lòng thỏa ý đi về gian nhà bên hông để ngủ trước khi đi ngủ tới cửa chào hỏi trần bình an một tiếng rồi mới mở dương trúc trần bình an đặt ở phòng cho nó lấy một chiếc hộp bà bối diêu cận chi tặng nhìn nhìn thứ này ngó ngó thứ kia trên trán còn dán tấm trấn yêu bảo tháp phù đã thực sự thuộc về nó lắc đầu lắc não ở trên gương gương mặt tràn đầy vẻ đắc ý hôm nay ta có tiền rồi nhá đưa tay sờ sờ tấm phù lục ở trên trán ở trong lòng thoáng ưu sầu biết rõ bán nó có thể mua được một tòa nhà lớn nhưng mà lại không khỏi tiếc rẻ quên đi đợi có tấm thứ hai rồi tính dù sao hiện giờ không lo chuyện ăn chuyện mặc có nhà cũng chẳng ích gì chẳng qua nó đã tính hết rồi sau này mình nhất định phải có một tòa nhà lớn như là bích du phủ của thủy thần nương nương cũng muốn có ảnh bích cổ quái như thế khiến người vừa vào cửa sẽ nhận ra được nó nhiều tiền buổi tối hôm đó âm thần họ triệu mang về mấy tấm bản đồ không biết tìm về từ tòa phủ đệ nào đặt chỉnh tề ngay ngắn ở trên bàn chính giữa nhà dưới ánh đèn lô bạch tượng và trịnh đại phong muốn một cây rồi cứng như là đang hành quân bố trận Bắt đầu từ tế đánh dấu ghi chú trên đó Nơi đặt quan ải Của năm dòng họ lớn lão Long Thành Phân bố binh lực Của đám khách khanh cung phụng Kim đan địa tiên Sau đó vẽ một đường thẳng Nối giữa đăng long đài Và hiệu thuốc khôi trần Ngụy tiện cũng có mặt Nhưng chu liễm và tùy hữu bên lại không tham dự Một người nương theo ánh trăng Xem xét ở dưới mái hiền Một người đứng trong sân tôi luyện cỗ chân khí thuần túy ở trong khí phủ khiếu huyện còn về trịnh đại phong thì đã đi tới gian phòng bên hông đi ngủ trước rồi tiếng ngáy như là sấm hẹn hai canh giờ sau mới tiếp tục luyện quyền luyện quyền vừa làm mài rũa cho tu vị võ đạo bốn người nâng cao cảnh giới thêm một đoạn đồng thời cũng có thể trợ giúp bốn người dùng tốc độ nhanh nhất hấp thu linh tính trong đan dược thanh hồ cung chuyện mua bán lần này trần bình an kiếm được bụng trần bình an một mực đứng cạnh bàn nhìn lô bạch tượng và ngụy tiện cùng âm thần họ triệu vòng vòng vẽ ở trên mấy bức bản đồ đôi khi lại chỉ trì điểm điểm hắn ít đưa ra kiến nghị cùng lắm là khi hai người một âm thần tranh chấp ở một chi tiết nào đó mãi không được kết quả thì trần bình an mới đưa ra tiếng nói quyết định trên thực tế rất là nhàn hạ chuyến đi hành tàu bên sông dài tháng rộng thời gian ở ngẫu hoa phúc địa khi xưa không chỉ lộ trình xa xôi năm tháng trải qua càng dài lâu hơn nhưng mà dù vậy trần bình an chỉ dám nói hiểu sơ nhân tình thế cố biết được triều đình cao đến đâu giang hồ rộng như thế nào đối với những mưu đồ cụ thể có liên quan trực tiếp đến binh pháp này trần bình an sẽ không có khoa tay múa chân giao cho người chuyên nghiệp làm là được ngụy tiện không cần nói nhiều hắn vốn xuất thân xa trường còn Lô Bạch Tượng là toàn tài đệ nhất lưu hiếm thấy ở trên thế gian Tình thông binh pháp thao lược Am hiểu tôn chỉ tình nghĩa của ba giáo nho Phật Đạo Tại ngẫu hòa phúc điện Càng không cần nhắc tới cầm kỳ thư họa Hiện nay thứ duy nhất vị khai sơn thủy tổ ma giáo này khiếm khuyết Chính có lẽ là mới tới hạm nhìn thiên hạ Còn chưa đứng ở trên đỉnh núi mà thôi Chẳng qua từ chân núi đi tới giữa lưng núi Lại liên tiếp tiến lên đỉnh núi ở trên đường tu hành Tóm lại là người đi càng đúc càng đưa thưa Nếu đi nhầm Đi tới đầu cuối con đường cụt nào đó Chờ mắt nhìn vào người khác tiếp tục đăng cao Thì biết làm sao bây giờ Cho nên đối với chấp niệm Vươn tới vị trí cảnh giới võ đạo tối cao Trên đời này của Tùy Hữu Bình Lại không ngờ Chưa kịp tới đỉnh cao đã ngã xuống Tâm cảnh thiếu chút nữa là sụp đổ Kiếm tâm nứt vụn Trần bình an có thể hiểu được phẫn nộ trong lòng của cô. Xong hắn cũng không thừa nhận. Trịnh Đại Phong cười cười nhẹ nhàng, nói với bốn người tùy hữu biên. Cửu cảnh mà thôi, khiến mọi người chê cười rồi. Nghe cứ tưởng cửu cảnh là cải trắng ven đường. Nhưng thật thế sao? Trịnh Đại Phong là đệ tử đích truyền của Dương Lão Nhân. Người canh cửa Ly Châu Động Thiên. Vậy mà cũng thiếu chút nữa thì tàu hòa nhập ma trên bậc cửa cửu cảnh trận chiến tại miếu hoàng tùy hữu biên chen thân kim thân cảnh đã là đại cơ duyên tại thân có được là tốt trong mắt lại vẫn nhắm đến phong quang ở nơi cao nhất điều này kỳ thực đã trái ngược với tôn chỉ tiến dần từng bước lên trời của võ phu thuần túy hạo nhiên thiên hạ chỉ là trần bình an không cảm thấy đạo lý của mình có thể khiến nữ tử kiếm tiền ngẫu hòa phúc địa thực sự tâm phục khẩu phục nhưng không sao si tâm kiếm là của trần bình an hắn đan dược thanh hồ cung cũng là quán đưa hay là không đưa cho tùy hữu biên đưa lúc nào đưa ra làm sao đều là do trần bình an hắn định đoạt không người nợ nần gì tùy hữu biên gần dưới ngọn đèn chân mấy bức địa đồ đã vạch ra được lộ tuyến chủ chốt tranh chấp trong nhà càng lúc càng ít trần bình an viện đi ra khỏi phòng một lúc cho thoáng trần bình an bước qua sân viện tiến lại ngồi xuống chiếc ghế dài phía đối diện nhà chính Bố cục của, của hiệu thuốc hôi Trần rất giống hiệu thuốc dương ra ở quê nhà Lúc Trần Bình An tiến lại ghế dài Không khỏi nhớ tới năm đó Lần đầu bái phòng Dương Lão Nhân Cất ô đi Hình như là cũng ngồi ở vị trí tương tự chỗ này Gặp phải chuyện bất bình thế gian Người cho đó là chuyện bất thường Thực ra cũng chỉ có cảm quan cá nhân Đổi thành hạng người như là Cao Thích chân Lưu Tông Thì sẽ cảm thấy đấy không phải là chuyện bất bình gì Khoanh tay bàng quan xem náo nhiệt là được rồi Nói không chừng Còn mượn cơ hội nhập cục Xem có thể được chia một chén canh hay không Đổi thành hạng người như là Khương Thượng chân, Khả năng sẽ cảm thấy đây căn bản Chẳng phải chuyện to tát gì Chỉ nhìn một cái thôi Là có thể để lỡ chuyện tu hành Đối với trận vây giết tại Miếu Hoàng Dù cho đánh xong trận chiến đó Vốn liếng, tổn thất, thiệt hại liền xiềng Xong vẫn chưa đến lúc ghi nhận đắc sâu Đương nhiên không ghi hận Không đồng nghĩa với lúc ra quyền Là sẽ nhẹ tay Khả năng đến tận bây giờ Khương Thượng Trần vẫn không sao hiểu được Vì sao ở ngẫu hoa phúc địa Trần Bình An lại sinh ra sát tâm với chu sĩ và nha nhi Ngay như Trịnh Đại Phong Lúc này đang an tâm ngủ say Cũng không hiểu nổi Vì sao Trần Bình An phải nhúng tay vào loạn cục Lão Long Thành Thật ra đạo lý rất đơn giản Song phương nếu là tương đương Mâu thuẫn lớn như vậy Ai đều có lý giải riêng Người tới ta đi Chém giết hoàn toàn dựa vào bản lĩnh Âm mưu, dương mưu Ai sống ai chết Trần Bình An đều có thể chấp nhận Nhưng mà phụ mẫu tào tình lãng Hai chiếc đầu lâu bị chu sĩ nha nhi tiện tay vứt trên mặt đất Mẫu tươi đầm đìa Còn cả tiểu cô nương hiệu thuốc chết trên tay gã người nhà vương gia kia nữa Mặc cho Đinh Anh Vương gia các người Có ngàn vạn lý do Và mượn cớ để thuyết phục chính mình Thuyết phục hai tòa thiên hạ Nhưng mà ba người kia Rõ ràng không nên gặp phải kiếp nạn như thế Hiện tại Trần Bình An còn không biết đề tĩnh Xuân Đã từng uống rượu mạnh trong nhà Lý Huệ Chính miệng nói với Lý Nhị Quyền đánh về hướng kẻ mạnh Mới là chân hào kiệt Chỉ biết A Lương trước khi phi thăng Đã từng nói qua với bọn họ Bất cứ một cường giả chân chính nào Cũng nên tự do Lấy tự do của kẻ yếu làm biên giới Nhân gian bi hoan ly hợp Ngàn ngàn vạn vạn Đều có phúc duyên trong nỗi khổ Thế gian không có hai mảnh lá tương đồng Không có dòng sông nào tương đồng Thật sự Có vài đạo lý tương thông với nhau Lục đài ở phi ương bảo Nói với phụ nhân đáng thương Bụng mang thai kia Nhân gian không thú vị Chi bằng đường đến Trần Bình An suy xét tới suy xét lui Không phải nhân gian không thú vị mà là có rất nhiều kẻ không thèm nói lý lẽ Người thiện chịu thiệt Chỉ có thể an ủi chính mình Chịu thiệt là phúc Chỉ có thể cảnh cáo bản thân mình đắc tội quân tử Đừng đắc tội tiểu nhân Còn kẻ làm ác thì lại không biết ác Thậm chí chỉ biết ác mà vẫn làm ác Trần Bình An ngồi trên ghế dài Trong nhà còn đang tính toán từng chi tiết cụ thể Âm thần họ chịu quen thuộc các thế lực lão Long Thành Vậy nên ngụy Tiện và Lô Bạch Tượng Làm phe phòng thủ Âm thần làm phe tấn công Phe tấn công từ các góc độ bất đồng thôi diễn các phương án phù ra có thể dùng để nhắm vào hiệu thuốc khôi trần phe phòng thủ ngụy tiện và lưu bạch tượng thì gặp chiêu phá trực giữa mái hiền chu liễm lật xem bản tiểu thuyết diễm tình hắn thích thú nhất quyển sách mua chưa được bao lâu thế mà bị hắn liên tục lật xem nên đã trở thành một quyền nhầu nát lúc này ở bên kia hắn đang lẩm bẩm tán thán tác phẩm của lương tâm Tác phẩm của Lương Tâm nhá Thì ra ở trang cuối quyển sách Khắc ấn thô giáp kia Không ngờ lại có một chuỗi danh sách dài Gian giai tác Dành cho người trong đồng đạo Ngoài ra còn thêm hai ba câu lời bình Vẽ rồng thêm mắt Cho nên tối nay Lúc lão nhân lần nữa kẹp sách khép sách lại Từ đáy lòng không khỏi cảm thấy Người tốt Một đời bình an Nói tới đây Lão nhân khom cổng Quay đầu cười nói với Trần Bình An Thiếu ra Lão đô mạo phạm Sau này sẽ chú ý Trần Bình An cười khoát khoát tay nhắc nhở Chuyện kia Người nhớ bảo mật cho ta Chú Liễm Hồ thẹn nói Là lão nô sở học Sơ học thiền Mấy ngày này lương tâm một mực bất an Nào dám tiết lộ nửa điểm chứ Trần Bình An không đáp lời Trước kia trên đò ngang thiên khuyết phong Trần Bình An định gửi một phong thư đến khách sạn quán thước tại đảo Huyền Sơn Sau đó nhờ vị trưởng quỹ kia đưa giúp cho hắn tử ôm kiếm Xem có thể đưa tới kiếm khí trường thành Giao cho Ninh Cô Nương được hay không Chỉ là mỗi lần hạ bút đều khó xử Không biết nên viết như thế nào Do dự mãi Cuối cùng tìm Chu Liễm nhờ hướng dẫn Kết quả không ngờ gã Chu Liễm này Vốn tưởng là đứa phong lưu Ai biết được đúng thực là cái loại già đầu háo sắc Một ít kiên nghị đưa ra Hoặc là khiến cho Trần Bình An nổi ra gà Hoặc là đầu đầy mồ hôi lạnh Đành phải công cốc trở về Trong viện Tùy Hữu Biên rút kiếm ra khỏi vỏ Búng tay lên kiếm Cô lắng tai nghe tiếng vang lên kèm Vị nữ tử khó tính nhất trong đám này Giờ đây lần đầu tiên hiện lên một tia ý cười Trần Bình An cười nói Tùy hữu biên Nhìn ngươi như vậy Có phải rất xinh gái không Cần gì suốt ngày nghiêm mặt Sau này có cơ hội Ta giới thiệu kiếm tiền cho ngươi làm quen Lời này tận đáy lòng Vì nữ tử khó tính nhất Ở trong đám này Giờ đây lần đầu tiên hiện lên một tia ý cười Trần Bình An cười nói Tùy hữu biên Trần Bình An cười nói Từ hiệu biển thu kiếm vào vỏ Quay đầu nhìn Trần Bình An Cười lạnh nói Cái đuôi hồ ly lộ ra rồi sao Sao hả Hay là muốn ta giúp ủ ấm chăn bền cho ngươi Trần Bình An ha ha cười nói Đừng đừng ta sao Lá gan ta nhỏ lắm Chu Liễm cũng mỉm cười Nguyện theo phu tử Lên thiên thai Nhàn nhã cùng với tiên nhân Quét hoa roi Thơ hay thơ hay Thiếu ra Không biết người là phu tử hay là tiên nhân Trần Bình An vừa nghe lời vỗ mông ngựa hạ lưu Của lão vương bát đàn chu liễm này Thì biết sự tình đi đứt rồi Quả nhiên từ hữu biên sắc mặt băng lãnh Sát khí đằng đằng Chắc là trong lòng đang nghĩ nên một kiếm chặt ai trước đây Gần như cùng lúc Đáy bàn chân Trần Bình An và Chu Liễm Đồng thời bôi mỡ Một người lủi thẳng vào trong nhà Còn một người chạy đến hiệu thuốc phía trước Tùy hiếu biên hừ lạnh một tiếng Quay ngược về phòng Bùi tiền đã ngủ Đại khái là bởi vì từ nhỏ quen sống một mình Có quăng quật thế nào cũng không ai quan tâm Lại thường xuyên nằm đất Không có thì cũng nằm úp sắp trên sư tử đá Trước cửa nhà môn hộ giàu có Nên tướng ngủ của nó thực sự là rất khó coi Tay chân giang ra Chăn mền làm sao giữ ấp được Tùy hữu biên khẽ nhú mày Nhẹ nhẹ đi qua Giúp chỉnh tay chân vào trong chăn cho cô bé Tùy hữu biên châm đèn Ngồi xuống cạnh bàn Lặng lặng không nói Chỉ có thanh kiếm làm bạn Tối nay Trần Bình An trải chiếu ngủ ở trong cửa hàng thuốc Ngủ không sâu Trong sân viện Trịnh Đại Phong thỉnh thoảng lại luyện quyền với bốn người Trần Bình An nhắm mắt lại Lắng nghe tiếng luyện quyền hoặc nhẹ hoặc nặng dập dờn trong tâm đầu như là tiếng gõ cửa thùng thùng ngõ nhỏ một đêm vô sự phù gia vẫn phải giữ chút mặt mũi hơn nữa đại chiến sắp tới dù có người đủ thực lực xông vào ngõ nhỏ khiêu hấn trịnh đại phong nhưng mà làm thế bằng với đánh mặt phù gia hiện nay mặt mũi phù lão long thành gần như là bằng với mặt mũi của lâm vân lâm khương thị nếu không phải là như thế phù huệ sẽ không tự thân xuất mã ước chiến trịnh đại phong ở trên đăng long đài liên quan đến chuyện phù hề rút cục có thể dùng được mấy kiện tiên binh là chi tiết trọng yếu nhất trong cuộc thương nghị đối sách trước đó của mọi người trong nhà chính không nghi ngờ gì con em phù gia có thể lấy tu vi kim đan cảnh để sử dụng bán tiên binh vốn rất khó giá ngự thậm chí có khả năng bị cắn trả điều này vốn đã là chuyện quái lạ chẳng qua lâu ngày người bên ngoài cũng thầm chấp nhận với sáng sớm Trần Bình An đã tỉnh lại Trịnh Đại Phong ngồi ở cửa phòng Đang ăn cháo Bùi Tiền ngồi một bên Tiếng trò chuyện khe khẽ Không biết từ lúc nào mà quan hệ hai bên đã tốt như vậy Lô Bạch Tượng đánh đàn trong phòng Tiếng đàn mang vận vị như là núi cao nước chảy Ở trong sân Ngụy Tiện luyện tập lục bộ tàu thung Học trộm được từ Trần Bình An Từ hữu biên cũng không kém Đang luyện tập kiếm lô lập thung So ra Chu Liễm tương đối là hiểu hiền hậu hơn Bưng tới cho Trần Bình An Một chén cháo hoa Nói là Để thiếu gia nếm thử tay nghề Trần Bình An ngồi trên ghế dài ăn cháo Trời sáng dần Thần thanh Khí sảng Hiệu thuốc khôi trần Vẫn mở cửa đón khách Còn về có khách nhân hay không Mới sáng ra không ngờ có khách thật Trần Bình An mở cửa rồi luyện quyền tàu thung ở trong ngõ hẻm Đi mãi đến tận góc rẽ phố Bè lần nữa quay đầu xoay người Tới tới lùi lùi Đến lượt đánh quyền thứ ba Có một đôi nam nữ đi vào tầm nhìn Một người trong đó là người quen Người còn lại là một nữ tử không quá quen Nhưng mà lại khiến Trần Bình An nhớ mãi như in Người này xuất hiện quả thực có phần ngoài dự đoán Nam thanh niên là Phạm Nhị bên cạnh còn có một vị nữ từ trẻ tuổi thân mặc áo bào xanh khi dừa trên hàng đạo đạo tàu long đạo ở trong lòng đất hai chiếc đò ngang đi rướt qua trần bình an đã từng gặp cô cô còn lộ ra một thân bản lãnh lăng không giá ngự bầu rượu phạm nhị nhìn thấy trần bình an từ xa xa đã cười lớn trần bình an dám chiến một trận với tứ cảnh phạm nhị ta không trần bình an dừng ở khởi hiệu thuốc lắc đầu nói không dám ngươi và ta đều là tứ cảnh đại tông sư đã đã biết tân phùng ở đây Khởi lại không chính một trận đỉnh cao chẳng phải là khiến thế gian nhiều thêm một chuyện tiếc nuối sao phạm nhị lấy một trận vương bát quyền làm khúc dạo đầu miệng hò hét ở mỹ dương nành múa vuốt sông hướng trần bình an trần bình an giơ tay vuốt vuốt chán đành phải chậm rãi tàu thung hướng về phía trước Phối hợp với Phạm Nhị tạo nên một trường Đối quyết đỉnh cao giữa hai đại tông sư May mà Phạm Nhị mới chạy ra vài chục bước Thì đã bị nữ từ áo bào xanh kia giơ tay kéo lấy cổ áo Ném ra sau đường Đừng có làm mất mặt ở đây Muốn chơi thì đợi lên đăng long đài mà chơi Phạm Nhị ngoan ngoãn đi phía sau đường cổ Chớp chớp mắt ra hiệu với Trần Bình An Trần Bình An dừng chân Nghi hoặc hỏi Ngươi là tỷ tỷ Phạm Nhị, Phạm Tuấn Mậu à Phạm Tuấn Mậu cũng thích đeo bầu rượu ngang hông Bước chân không ngừng Cười lạnh nói Ta lại không muốn có một đứa đệ đệ như thế này Nếu mà không quản nổi Cha ta và nhị nương ân ái triển miên nha Phạm nhị không tim không phổi Cười trộm Trần Bình An than thở trong lòng Xong lập tức cảm thấy thoải mái cũng chỉ có cái loại tính tình như Phạm Tuấn Mậu Mà có thể khiến cho Phạm Nhị thực sự ưa thích và kính trọng Nếu là đại gia khuê tú hiền thục an tĩnh Ưa thích Thì chắc chắn vẫn thích Song Phạm Nhị sẽ không thể khâm phục tỉ tỉ Từ tận đáy lòng như vậy Phạm Tuấn Mậu không có ý kiến Và tiến vào hiệu thuốc Vân tay nói Phạm Nhị Vào bên trong đợi thì Phạm Nhị ngao ngao kêu hai tiếng Rồi ngoan ngoãn chạy vào hiệu thuốc Lúc lướt qua vài Trần Bình An Hắn liều chết nhắc nhở Chưa buồn với ngươi Trần Bình An kinh ngạc hỏi Phạm Tiểu Thư Không phải là ngươi Không đợi Trần Bình An nói xong Phạm Tuấn Mậu gật đầu nói Không sai Chính là ta Lần trước chúng ta gặp mặt Người Nam Hạ Bắc Hành Nơi đến chính là quê hương Nơi đến chính là quê nhà ngươi Ly Châu Động Thiên Ta đến gặp Dương Lão Nhật Đối với Trịnh Đại Phong Ông ta không quá để tâm Mặc cho tự sinh tự diệt ở Lão Long Thành là được Ngược lại đối với người Ông ta đắc ý nói thêm một câu Rằng nếu ta có hứng thú Thì tới xem thử Liên quan tới thái độ của Dương Lão Nhân với Trịnh Đại Phong Trịnh Đại Phong không muốn giấu giếm Trần Bình An Đêm qua Sâm đã nói rõ Lão đầu từ trước đó đã ném ra một câu đe dọa Nó muốn hắn Một đứa đệ tử không ra gì là thù là dù chết rồi cũng không thể tiết lộ một chút manh mối nào cho nên tất cả ấn tượng của phù nam hoa đối với trịnh đại phong chỉ là người canh cửa bộ dáng bất cần tại ly châu độc Thiệt phạm tuấn mậu kêu nói phạm nhị ném chiếc ghế ra đây nhớ là ghế dựa đừng có lôi ghế dài ra phạm nhị dạ một tiếng khiêng một chiếc ghế đến trước cửa hàng ném thẳng tới phạm tuấn mậu tiếp lấy Đặt ở chân tường đối diện hiệu thuốc Đặt mông ngồi xuống ghế Thân thể ngửa ra sau Chân ghế vảnh lên Cô thông thả nói Có thể trịnh đại phong không hiểu rõ lắm Phù Đông Hải mưu đồ việc này Phù Huệ không hề hay biết Là đứa ngu trí đại tài Là đứa ngu trí đại tài sơ Phù Đông Hải Tự tiện ra chủ trương Phù Huệ biết một ít tin tức Bí sử về Ly Châu Động Thiên Đối với Trịnh Đại Phong cũng có ân cũng có ý thầm muốn lôi kéo trước đó còn cố tình mang một ả đàn bà chân dài hình như tên là phù xuân hoa thì phải đến bên này làm trịnh đại phong đến bên này tìm trịnh đại phong đáng tiếc khi đó trịnh đại phong cự tuyệt ý tốt của người ta dù vậy phù huệ chỉ coi trịnh đại phong là một con quá giảng lòng nuôi trong ao nhỏ phạm ra không gây chuyện được nhưng mà phù đông hải gây ra việc lớn lão bà di vân lâm khương thị lại nhúng tay Nhất thời hiểu lầm Mà phù hề vốn có thể giải thích Có thể đóng cửa lại xử lý Lại thành là vấn đề mặt mũi của Khương Thị Thế nên mới có cuộc chiến Tất phải chết một mạng ở trên đăng long đài Bằng không Phù ra chân trước làm đám hỏi với Khương Thị Chân sau lại lập tức vung bạt tay lên Lên mặt Khương Thị Nếu ngươi là lão tổ vân lâm Khương Thị Ngươi sẽ làm thế nào Trần Bình An hồi đáp con cháu tự có phúc của con cháu mặt mũi không thể lớn hơn đạo lý phạm tuấn bậu có lẽ bị giật mình vì đáp án này tháo bầu rượu xuống nói may mắn mới nãy ta không uống rượu bằng không chắc sặc chết mất trần bình an ngồi trên bờ cửa tuy ta và tôn gia thụ có chút khúc mắc nhưng mà ta cảm thấy trong những dòng họ lớn của lão long thành vẫn là tôn gia làm ăn nghiêm túc đàng hoàng nhất phạm tuấn bảo uống một hớp rượu ánh mắt ra chiều cân nhắc cười hỏi phạm gia chúng ta không lọt được vào pháp nhãn của ngươi à trần bình an cười nói có thể dạy dỗ ra một người kế thừa tương lai như là phạm nhị gia phong phạm gia chắc chắn không kém chỉ là người có thể lên tiếng trong tòa từ đường tổ tông kia quá nhiều ai cũng có đều có tính toán riêng thân là gia chủ tất nhiên phải chiếu cố mọi phương diện rất khó giữ thân trong sạch thậm chí khó tránh ép dạ cầu toàn chút đạo lý này ta hiểu được chẳng qua trong chuyện trịnh đại phong phạm gia quả thực là trạch tâm không đủ nhân hậu giả như ta nói là giả như sau này ta muốn làm ăn cùng với phạm gia trừ phi là phạm nhị tự thân chiếu cố nếu không ta sẽ không an tâm nếu mà làm ăn cùng với tôn gia bản thân tôn gia thụ không nhúng tay Ta càng yên tâm hơn Phạm Tuấn Mậu nghiêng đầu Xách xách nói Người cũng không ngốc nhỉ Vì sao Dương Lão ốc Nhân Cứ thích nói người không thông minh cho lắm nhỉ Trần Bình An bật cười Ta rời khỏi quê nhà cũng đã lâu rồi Trừ lớn thêm một chút Não cũng phải to hơn một chút chứ Phạm Tuấn Bậu gật gật đầu Não to thêm thì đúng là không giả Nhưng mà gặp phải đại sự Cuối cùng vẫn là không thông minh mấy Trần Bình An không thèm để ý Vào thẳng chủ đề nói Chúng ta có thể bắt đầu chuyện mua bán được chưa? Phạm Tuấn Mậu cười nhạo Riêng nhìn danh sách trịnh đại phong giao cho ta Ta biết ngài ngươi luyện vật nhất định thất bại Ngươi, người tầm thường Tâm còn cao ngất Nếu ta không đoán sai Kiện vật bản mạng ngũ hành chi thủy Mà người muốn luyện hóa Hẳn là có phẩm chất không thấp Khẩu quyết và đan đình luyện vật Đều cũng không tệ Đúng chứ Vậy người có biết Không chỉ chắc chắn không thành công ra Mà một khi thất bại Vết tích để lại nặng nề Định trước hậu hoạn vô cùng không À mình xin ngừng ở đây nha mọi người Và xin hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện Xin chào